Dạ em xin kính chào với cô chú anh chị đang xem kênh Cuộc Sống Ở Đâu Hậu Giang ạ. Dạ em xin chia sẻ cùng với cô chú anh chị mình đủ loại giống mai để mình thích hợp về sưu tầm về chơi Tết 2025 ạ. Có cúc thọ hương với lại siêu bông Bình Lợi, siêu bông Sài Gòn, đủ loại giá từ vài chục cho tới một vài triệu luôn cô chú anh chị nha. Chúc cô chú anh chị xem clip vui và lựa chọn được những cây ưng ý luôn ạ. Em xin chào chị Thuận ơi. Rồi, chào cô chú, chào cô chú anh chị đang xem kênh ạ. Hôm nay đến với vườn mai em giới thiệu một số giống để chơi Tết năm 2025 ạ. Dạ. Rồi. Đầu clip giống chị đi là chữ. À, đầu clip là một cây siêu bông Bình Lợi. Dạ, siêu bông Bình Lợi nha cô chú anh chị. Dạ, cây tàn nhỏ gọn mà nút nụ nhìn ghê luôn á cô chú. Nhưng mà được cái thân này lắc quái ha. Có đứa đẹp nha mấy cô chú anh chị ha. Hoành 15. Chiều cao là 72. Tán ngang là 66. Cái này em giao lưu là 750 ạ. Dạ, siêu bông Bình Lợi thân lắc quái 750 nha cô chú anh chị. Cây này nút nụ là cứng cây luôn á cô chú. Dạ, mã số 2B. Là một cây cúc thọ hương ạ. Dạ, cây này tàn nhỏ gọn nhưng mà đều tàn cứng tàn cho cô chú chị nha. Có nụ lúc luôn. Ghép lên liền cốt luôn với cô chú anh chị. Rồi em xin tới đo luôn nha. Hoành là 10. Này nắng nhiều. 80, chiều cao 80. Tán ngang 76. Cái này em giao lưu là 550 ạ. Dạ 550 nha. Mã số là 3B. Cái này để là bằng khách chơi và bàn khách bàn trà đều cũng ok lắm cô chú anh chị nha. Này cúc không nhỉ. À xin lỗi, ghép cúc giường nha cô chú. Cúc giường. Rồi em xin chớ đo luôn nha. Hoành là 16. Chiều cao 73. Tán ngang 68. Cây này em giao lưu là 700. Dạ. Dạ cây mã số 4. Số 4B. Là một cây cúc thọ hương ạ. À. Cứng tàn luôn cô chú anh chị nha. Cây này á thì mình ghép hai chậu ghép mà nó cái nhựa nó cắt liền nữa cô chú anh chị. Hoành là 12. Chiều cao là 64. Tán ngang là 78. Cái này em giao lưu là 750 ạ. Dạ. 8 ha. Mã số là 5B. Một cây cúc thọ hương ạ. Dạ, cúc thọ hương nha cô chú anh chị. Mã số 5B. 5. Nước độ nhìn liền luôn á cô chú anh chị. Hoành 10. Chiều cao là 91. Tán ngang là 80. Cái này em giao lưu là 750. Dạ. Dạ mã số 6 rồi. Này thọ hương này già mù hết rồi. Hai cái bo ghép bự hơn ngón chân cái luôn á cô chú anh chị. Hoành 11. Chiều cao 80. Tán ngang 70. Cái này là em giao lưu 600 ạ. Dạ, cúc hoa hương già mùi nha cô chú anh chị. Dạ, mã số 7 ha. 7. Mã số 7B. Ủa cái tàn này nó dày đặc luôn cô chú. Cúc thọ hương.
hoành là 11. Chiều cao là 88. Tán ngang 63. Cái này em giao lưu là 700 ạ. Dạ. Số 8B. 8B. Cũng là họ Hương luôn. Dạ cô chú anh chị, mình mua số lượng về bán Tết mình liên hệ vườn giúp em nha cô chú. Em thấy cúc họ Hương này nụ hiền mà cái vàng luôn. Hoành 10. Chiều cao 83. Tán ngang 80. Cây 8B này em giao lưu là 700. Dạ. Dạ mã số 9. Dạ mã số 9B. Cái tàn một ôm không hết đâu cô chú anh chị nha. Dạ có nút nụ luôn nha. Cúc tươi lòng. Rồi, thế thôi thôi. Hoành 13. Chiều cao 87. Tán ngang 78. Cây này em giao lưu 800. Dạ, 800 ngàn một cây cúc tư long nha cô chú anh chị ha. Mã số 13. 10. 6. Rồi. Mã số 10. Dạ, cái này nó có phơm tàn không, gọn gọn tàn nhìn trông ok lắm cô chú chị. Liền cốt hết trơn luôn rồi. Hoành 9. Chiều cao 100. Tán ngang là 70. Cái này em giao lưu là 600. Dạ, 600 ngàn nha cô chú anh chị. Cúc Hoàng Hương hàng già mùa liền lạc. Già mùa. Mã số 11. B. 11. B. Dạ, cây phơm tàn đào luôn nha cô chú anh chị. Hoa Hương vườn của em là già mùa hết rồi cô chú. Liền cốt hết trơn. Hoành 10. Chiều cao là 84. Tán ngang 93. Cái này em giao lưu là 900. Dạ. Dạ, mã số. Mã số mấy anh? 12 hả? Mã số 12B. Trời ơi, viết không ra. Còn cái lông nha cô chú anh chị, cái này mất nụ là từ trên xuống tới dưới luôn á cô chú. Khó hết sức rồi, cái dế này. Hai bò, ghé thứ bò, ghé thơ liền có luôn á cô chú anh chị. Rồi đem đò. Hoành là 13,5. Chiều cao là 68. Tán ngang là 63. Cây này em giao lưu là giá 500. Dạ 500. 3. 13B. Cũng em Thọ Hương nữa nghe cô chú nhỉ. Rồi. Em Thọ Hương. Liền. Dạ có cũng thế nữa cũng như thế nào. Dạ rồi. Hoành 11. Chiều cao là 97. Tán ngang là 70. Cái này em vô lưu là 700. Dạ, cúc Thọ Hương 700. Mã số 14. Là mã số 14B. Cây cúc Thọ Hương ạ. Cái nào cũng già mùa nụ nhìn thấy hơi thương lắm cơ chứ. Hoành 11. Chiều cao 93. Tán ngang 82. Cái này em giao lưu là 750 ạ. Dạ. Mã số 15B.
15B của một em họ Hương già mùa nữa. Cô chú anh chị nút nụ là kẹo nẹo luôn nha cô chú anh chị nha. À, cái này thì rất lớn liền cốt, ủ đáng luôn. Hoành là 10, chiều cao 85, tán ngang 77, cây này em giao lưu là 750. Dạ. Mã số 15B. Mã số 16. Hoành 15, chiều cao là 84, tán ngang 70. Cái này em giao lưu là 700. Dạ, 700. Thọ Hương dài mùa của chú anh chị. Mã số 17. Mã số 17B. Một cây không nhị. Cây này thì cô chú anh chị mình có cái không gian hẹp hẹp với mình trên cây này được đó cô chú. Nút nụ thì nhiều ha, cái tàn thì nó gọn gọn nha cô chú anh chị, nụ lên tới gọn luôn ha. Rồi. Hoành 12. Chiều cao 88. Tán ngang 52, cái này em vô luôn là 500 ạ. Dạ. Dạ, mã số 18. B. Cúc đại phát. Cúc. Mã số 18 là 18B là cúc đại phát. Dạ. Em này nó cũng già mùa liền cốt hết trơn cô chú chị, đế cũng khá luôn cô chú. Hoành 9,5. Chiều cao là 72. Tán ngang là 79. Cúc đại phát này em giao lưu là 700. Dạ. 19B. 19B. Rồi 19B Thọ Hương. Em này già mùa lắm thấy cô chú anh chị liền lại. Cái đấy này nó giống như con gì đang ngồi ha. Hoành 9, chiều cao 76, tán ngang 80. Cái này em giao lưu là 600 ạ. Mã số 20B. Mã số 20B là một cái cúc thông không nhị. Cúc không nhị nụ nút quá trời luôn cô chú anh chị. Cái củ cũng củ to nè. Đo luôn vành nãy không? Vành củ. 14, vành 14. Vành củ 35. Chiều cao là 83. Tán ngang là 70. Cây quằn, cây cúc không nhị này em giao lưu là 800 ạ. Dạ. Dạ, mã số 21B. Cây cúc Thọ Hương. Cái này thì phơm cao hơn xíu nhưng mà cái tàn nó gọn nha cô chú anh chị. Hoành 13. Chiều cao là 107. Tán ngang là 69. Cây cúc Thọ Hương em giao lưu là 750 ạ. Cũng là cây cúc Thọ Hương luôn. Ủa cây này nút nụ là nhìn ghiền luôn cô chú anh chị. Sáng nụ lắm nha cô ha. Hoành 14,
chiều cao là 97, tán ngang là 79. Cây cúc thọ hương này em giao lưu giá 750 ạ. Dạ, 750. Cây này cô chú mình nhận cây thái vàng lúc nụ là ghiền luôn đó cô chú anh chị. Dạ. Số 23B là em giao lưu là một cặp, là một cây không nhĩ với một cây thọ hương. Dạ. Một cặp hai giống nha cô chú. Giống. Cây này cúc không nhĩ có nụ hết trơn nha cô chú nè. Có nụ mà có sự đi đế luôn cô chú anh chị. Còn bên đây cây cúc họ hương liền liền cốt luôn nha cô chú, gấp nhóc cũng liền có cốt đế nha. Luôn rồi cây đếm đo không số không nhị, cây không nhị này hoành 7,5, chiều cao là 65, rồi ngang đây tán ngang là 46. Đây. Hoành 11, chiều cao là 60, tán ngang là 63. Cặp này là em giao lưu là 400 ạ. Dạ, 400 ngàn một cặp hai giống nha cô chú. Số 24B là một cặp thọ hương. Ủa, cây không nhỉ với cây thọ hương. Dạ, cây thọ hương này cái tàn nhìn ngon lành luôn cô chú anh chị. Tàn đều tàn luôn ha. Lúc nãy là có hàng rút nhớt cây này nữa trái bí luôn nha cô chú. Còn cây bên đây hoàng nhớt lông thì đế cũ đó quá. Rồi, em đếm đo cây thật không nhỉ. Không nhỉ hoành là 8, chiều cao là 40, tán ngang là 36. Còn cây thọ hương là hoành 7, chiều cao là 62, tán ngang là 58. Dạ. Cặp này em vô lưu là 500 ạ. Dạ, 500 ngàn một cặp hai giống luôn cô chú anh chị. Giờ mình thay sang chậu đẹp đẹp xíu, mình để bàn trà bàn khách là ok nha cô chú nha. Dạ, cây mã số 25B. Mã số 25. Cây cúc thọ hương. Hoành là 7,5, chiều cao là 74, tán ngang 60. Cái này em vô lưu là 300 ạ. Dạ 300 nha cô chú chị. 25. Mã số 26. Ủa? 26B. Mã số 26B. Một cây cúc thọ hương ạ. Ủa cái tàn nhìn êm lắm cô chú anh chị. Phơm cây thì nhỏ gọn để dành để bàn trà bàn khách nha cô chú anh chị ha. Mà nốt nụ có luôn á cô chú. Hàng với các nhớ liền có thôi ha. Đây rồi. Em xin cái ai đi. Hoành 7, chiều cao 57, tán ngang 59. Cây này em vô lưu là 500. Má ở em xin lỗi 300. Bán mắc quá. 200 ngàn lận. Dạ rồi 300 ngàn. Rồi. Rồi cây này cũng là cây cuối clip luôn ạ. Em chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã xem hết clip ạ. Và mua ủng hộ vườn em nha cô chú anh chị. À, em xin chào, kết thúc clip ở đây luôn cô chú anh chị nha.